chào tất cả anh em nha. Đây là chiếc da dắt mà hồi mà nó bị cái bệnh tiền kiếp của nó là bị bệnh xăng đó anh em, nên da đi không nổi, bị hập tằng cả đầu. Giờ chiếc này mình sẽ vô mình xăng lưỡi gà không bên sườn luôn, đem hai chân mình gã ra để mình vô cho nó ngon ngọt ha, tăng tốc độ lên. Cái mũ này là mũ nhái hàng 5PO này nha, chứ không phải hàng hãng nha, nên gáp cho nó không có liền dữ. Ở xa luôn á. Xe này chút xíu nữa mình sẽ vô cái dàn áo đúng nhập hùng bên Malaysia về luôn nha nè. Với cái đèn sau này anh em thấy không, nó đã là loại 2 rồi. Màu nó khác. Chứ mình sẽ lấy cái áo kia xuống mình phân biệt cho anh em xem. Đây. Cái gã tới đây thì đập cho mắt anh em, đây là cái bình xăng rất là cũ nha. Đó. Chung là bình xăng này cũng anh em có thể mua về tự thay ở nhà được, nó dễ hơn thay của xì bò nha. Mình bắt đầu xả cái lọc gió nha. Mình tháo hết bên đây, mình qua bên kia, mình tháo bên kia nữa là mình có thể rút bình xăng ra được. Thằng này xe lửa của Yashibit nha nè. Còn cái xe cho dắt thì nằm tại đây. Mà này đi lửa của Yashibit là nó nằm đến đây. Xe Yashibit. Xe da dắt thì nó tới 2, 4, 8 chân rồi em. Dàn này có 6 chân thôi. Xe này thì ít có đi xe độ nghe nè. Mình mua đúng của da dắt thì mình có đi xe độ đi nó ngọt hơn. Đây mình lấy cái bao tự mô e ra. Đây. Xăng này rất là cũ, một hồi như rất là nhiều lần. Đi ra lên không nổi luôn. Cổ này không có cái co mô e siết luôn nè. Siết bằng cái dây rút này nè. Nên nó bị rút hơi vô. Tiếp luôn. Okay. Anh em gặp mấy bình xăng này thì mình nên thay bình khác. Bình bên mình bán là đúng 5PU chứ không phải cái hiệu này anh em.
giờ mình sẽ tháo cái con xăng ra luôn và lấy cái lưỡi gà kìa, hai lưỡi gà. Đây anh em, đây là cơm bò ngọt ngào cho gia dách đi tê tái nha. Đây là bình xăng ga dẹp Belica. Anh em nào muốn đi tốc độ cao mình đi bình này, còn mấy mình chỉ đi cỡ này thôi. Em nào muốn đi cà phê ngọt ngào thì mình đi cỡ này là được rồi. Đây bình 5 BU, pha cho anh em ngọt từ ga đầu ga hậu luôn. Xe này thì mình đi cà phê, khách đi cà phê thôi nên khách yêu cầu đi cỡ này thôi nha anh em. Còn anh em nào muốn đi tốc độ thì mình đi Belica. Đây là mắt tua luôn nha anh em, BGT. Anh em nào muốn đi tốc độ thì mình đi cái này với chung với bình xăng luôn, đi cho mắt tua luôn, lên hẳn cẳng luôn. Còn đối với lửa và xe buýt này thì mình đi bên sườn MSD thôi nha anh em, mình không có đi xe độ. Tại khách cũng đi tốc độ thấp thôi nên không có yêu cầu mình làm cao quá. Còn anh em nào muốn đi map tour thì mình đi bên sườn MSD nè, BGT nè, Belica nè, cộng lưỡi gà. Cái này là đi quá ngon rồi. Đối với chiếc này mình đi xăng này nè, xăng riêng của nó ha, bên sườn MSD nè, lưỡi gà Forest, đúng hàng nhập nha nè, đúng hàng nhập khẩu. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đóng ra, mình đưa cái lưỡi gà vô tước nha, sau đó tới bình xăng, tới bình sườn. Còn phần này thì mình để vô chiếc khác cho anh em nào thích tốc độ. Đây lưỡi gà không thường nè, bốn học, có cái bị hở xuống ga rất là chậm, hở là xuống ga rất là chậm. Đây, 8 học. Đặc biệt là carbon này rất là dữ nè. Em nào đưa vô bị cấn xíu mình cắt bỏ ngay này. Nè, cấn nè. Còn cái gin này nó bự hơn nên đưa vô giường. Giờ mình cũng như cũ, mình sẽ gắp vô nghe nè, gắp vô. Ê, anh em, mấy ống này mấy ống ngủ quá không thường nha, nó đụng xăng vô nó sẽ rút lại nè, ngắt luôn, nó tớp lại từ từ á. Anh em mình đi ống khác nha, đi ống này vài bữa nó tớp lại nó vụt cái luôn á, đi ống xịn xịn xíu. Ống hơi cũng vậy luôn nè, mà đi ống hơi khác. Như vậy sẽ đảm bảo hơn nha anh em. Nhiều khi nó gọi gỉ xăng á, còn đi mình dựng á, nó hồi mùi xăng đó, nó rất là khó chịu. Nên mình cần mấy cái ống an toàn như vậy. Này, chỗ nào anh em không có thì cứ liên hệ mình. Rồi bây giờ ba món nó vô xong nha anh em. Này, bên sườn, bình xăng, lưỡi gà. Bây giờ mình sẽ nổ máy cho anh em nghe ha. Yeah.
mà có gì là anh em đi cà phê ok. Gió nữa xong rồi còn áo á, giờ cũng đã tối rồi thì sáng mai mình sẽ đem ra mình thay vì mình sẽ phân biệt cho anh em xem luôn nha. Đây anh em, mấy cái đèn này đồ là loại 2 con này, anh em thấy rõ không, này gác vô nó không có, nó nở lắm, không có liền. Đây giờ mình sẽ phân biệt cho anh em chiếc đỉnh ha. Cái đèn này đặc biệt á, loại này nè dễ gãy bán lắm, giúp mà đi pha đường xa không có thấy đường nha anh em. Đây cái đèn thẳng nè, mình phui ra cho anh em phân biệt, giá rất là trong. Nên mình bán là nó có bóng sẵn luôn, về chỉ việc gắn vô thôi, rất là sáng luôn. Hãng nó làm cái pha đèn này sáng trưng luôn, để gần gần để anh em thấy rõ không? Có để chụp đồ đầy đủ này, cái này chắc chắn. Trong cái tua đèn ở đây nè, nó chạy mũ nó làm rất là đẹp nè anh em, có viền có ấy đồ cạnh đồ đàng hoàng nè, trong đây nè đổ cái là hồ sơ đó, anh em nhìn hai cái là thấy khác đồ chánh hàng. À, tới hai cái xi nhan đó nè, có mày đập vô là anh em thấy là sai liền, có chữ là sai liền. Đồ chánh hãng nha, bên mình bán đồ của Gia Dách là đúng ha, đúng hàng Yamaha nhập khẩu luôn. Bao chắc chắn luôn, có đuôi đèn đồ đầy đủ nè, máy gắt kim nè, chứ không phải nó đứt như gì đâu. À, rất hồ sơ, gực cái ra liền. Còn này là bao luôn, chứ nhắc nó nhìn vô không có chữ nghĩa gì nè, rất là sáng, làm độ chắc chắn. Con ốc không nhìn cũng khác, ốc màu rất là đẹp. Giờ đèn tước xong ha, này ốp đầu nè, nó đổ mấy cái viền cạnh rất là hồ sơ nè, này gáp phải mài dũa nữa. Em nhìn cái đầu ốp đầu là một mình cái màu nè, mũ rất là dày dặn nè, anh em so sánh hai cái là thấy khác liền. Nè, ngay chỗ mà nó đổ nè, nè đồ hồ sơ nè, mấy cái nút nè nó làm rất là hô nè. Còn bên đây nè làm rất là liền và đẹp. Đó, mấy góc cạnh nè bo rất là đẹp nè, hai góc cạnh thôi là anh em nhìn hai cái nó khác xa nè. Mình nhìn thường thì mình biết anh em, còn anh em phải phân biệt nó hơi khó xíu nè. Hai cái đằng cạnh nó chạy nè, nó sơn từ nước sơn thôi cũng đã xấu hơn rồi, sơn bị chảy nè, bị lem nè, nó bo nè. Còn bên cái này rất là đẹp, viền một hàng thẳng luôn đó, vậy hơn rất nhiều. Đó là anh em phân biệt đồ loại 2, đồ loại 1 là gì? Đây, tới cái đèn sau nè, đèn sau chính hãng luôn. Đèn sau này, đây cái đèn của ông em nè, nó nháy y chang luôn. Từ cái kết cấu đèn á, nè cái màu này nè, nó xanh xanh hơn nha. Xanh hơn cái màu này trắng. Nè, anh em nhìn hai cái hay khác sao, cái này chưa gắn bóng, cái này nó mượt hơn. Ừ, nhưng mà sao nè, cái này anh em ha, ký hiệu đồ khác, này thì quá chắc chắn rồi. Này nó có ba giống tròn, khác xa lắm, có bông mai rồi. Nói chung là nhìn cái đèn là phân biệt được liền, anh em nhìn bề ngoài nhìn vô là mình thấy phân biệt được liền.
Rồi giờ mình sẽ vô. Giờ mình sẽ úp vàng áo màu vàng vô nha anh em. Úp nguyên vàng luôn, mũ đen mũ màu luôn. Thì anh em cần cái món gì, chiếc da dách yên hay là áo, đồ đen, đồ màu, đồ nhám gì á, cùm công tắc tất cả các thứ, lửa đồ mình có đủ hết nha anh em. Rồi anh em cần gì cứ alo liên hệ em nha. Nè mũ đen nè, rất là dẻo luôn. Đó, nhìn chất liệu mũ rất là tinh tế, rất là đẹp, rất là dễ dặn luôn nha anh em. Rồi đồ nào anh em cần cứ alo liên hệ rồi nha, đầy đủ cho anh em luôn. Sau khi vô mấy món nha nè. Muốn lớn hơn nữa nhưng mà đi bô gin nha nè, thì bên mình nó sẽ có một cái bô y như vậy luôn, bô tăng Malai, bô tăng giả gin, tí nổ rất là tê đó. Mình đi ngoài đường có thể là chống được Hugo nghe nè, rất là đẹp. Để mình đem ra cho già, mình đem mình gắn lên chiếc xe luôn cho anh em trải nghiệm thử. Hồi nãy anh em cũng đã nghe được cái tiếng nổ gin này đó, bây giờ mình sẽ vô bô tăng. Nguyên cái bô tăng giả gin được nhập khẩu từ Malai nha anh em. Vô tiếng nổ đi là tê liền. Bô này anh em đi nhỏ nổ nhỏ, đi lớn nổ lớn nha. Đấy, y như gin. Anh em gắn thì lấy cái bát này gắn qua nó xong. Như nhau nha anh em, bát thì cũng bằng lỗ luôn, chỉ còn việc gắn qua thôi. Giờ anh em sẽ theo chân mình gắn ra, mình sẽ test thử tiếng nổ nha. Đây, còn cái này thì giờ anh em teo lại, chừng nào mình không thích đi nữa thì mình gắn lại cái này mình đi. Nè anh em thấy không, rất là liền, giống y như cây bô gin nãy thôi, quá đẹp. Tiếng nổ đi tết nè.
tiếng nổ khủng rồi đó. Rồi cũng như sắp Tết rồi, anh em nào muốn mình dọn xe thì quá nhiều xe rồi, giờ mình sẽ ngưng lại bớt nha anh em. Còn về ngoài thì mình với máy móc mình sẽ làm bớt cho anh em luôn. Tại xe giờ mình lãnh cũng rất là nhiều rồi. Anh em nào mà sườn xe đầu mục hay gì đó thì mình sẽ ngưng lại nha. Còn anh em nào mà muốn úp áo đi Tết để dọn sơ sơ về ngoài thì mình lãnh hết. Giống gì? Màu vàng. Anh em nào mà cần mấy cái đồ mà mình full lên á, anh thấy không, có là ngọt ngào nha. Áo, bô, là tất cả các đồ trên xe luôn mình đều có đủ cho anh em luôn. Phụ tùng thay thế đầy đủ. Ngay cả sườn luôn nha anh em. Đúng đồ loại một cho anh em luôn, về gắt, bao liền, bao khích. Tối rồi anh em coi cũng thông cảm cho mình xíu ha. Tại công việc từ đây đến Tết rất là đông xe nên ngày nào cũng làm tới tối. Đây, lên vậy là y như xe hồng luôn. Rồi, cảm ơn anh em thời gian qua ủng hộ rất nhiều nha. Anh em nào có đam mê hay thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình tiếp nha anh em. Chào tất cả anh em đam mê.